Hôm nay tôi trình bày tới các em vẽ phối cảnh của hình học hình 3, hình học hình 3 trong một chuỗi chương trình đào tạo về mặt hình học hội hình dành cho ngành kiến trúc. Thì chúng ta đã đi từ hình học hội hình 1, hình học 2 của hai học kỳ trước, và đến hôm nay thì chúng ta bước vào hình học hội hình 3. Hai chương trình trước là tạo nền tảng và cơ sở cho hình học hội hình 3. Tính nền tảng và cơ sở nó thể hiện ở đâu? Trong hình học hội hình 1 là chúng ta học vẽ các hình chiếu thẳng góc theo phương pháp mông mà chúng ta đã học rồi. Và hình học hội hình 1 nó là cơ sở rất nhiều dùng cho ngành vẽ kỹ thuật kiến trúc cho các em sau này. Và tiếp theo sang hình học hội hình 2 thì chúng tôi bố trí chương trình theo nguồn chương trình của Bộ Đại học, là chúng ta tiến hành vẽ bóng trên các công trình xây dựng và công trình kiến trúc. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học hình học hội hình 3. Ngay từ đầu tôi nói đó là vẽ phối cảnh. Trong bài giảng đầu tiên này, tôi muốn hướng tới các em là cách thể hiện những tính chất cơ bản nhất trong vẽ phối cảnh kiến trúc là gì. Đó là chúng ta thể hiện được tính đồng quy và tụ của các đối tượng hình học trên tờ giấy vẽ. Tại sao gọi là tụ? Là vì trong không gian, những đường thẳng đó hay những mặt phẳng đó chúng song song với nhau, nhưng khi trên tờ giấy vẽ thì nó đồng quy. Việc chứng minh nó đồng quy tại một điểm đã được các nhà hình học nghiên cứu từ rất lâu, vào các thế kỷ trước, khoảng 500 đến 600 năm về trước. Ngành hình học Affine đã ra đời với hai định luật khá nổi tiếng, đó là định luật Papus và định luật De Sacquis. Và sau này, tuần sau các em sẽ được học cụ thể vào hai định luật này. Đó là cơ sở của hình học Affine, là nền tảng của vẽ phối cảnh về mặt lý thuyết. Còn ở đây chúng tôi giới thiệu với các em những nét cơ bản đầu tiên ngay, chứ tôi không đi sâu vào chứng minh đó. Hình ảnh mà chúng ta thấy trên màn hình cụ thể đó là một công trình kiến trúc, một tòa nhà khá đẹp và đồ sộ. Đây là một tòa nhà học xá của trường Đại học Văn Lang. Trường đã xây tăng thêm một tầng lầu để nâng cao hiệu quả học tập và nâng cao chất lượng học tập dành cho sinh viên. Công trình này đã được xây dựng và hoàn thành cách đây khoảng 6 tháng. Các em nhìn thấy trên bản vẽ, đây là một công trình kiến trúc khá quy mô, hoành tráng và đẹp. Các gờ cạnh và đường của nó các em nhìn thấy ở đây, trong không gian hoàn toàn song song lẫn nhau. Nhưng trên hình chụp hoặc quay bằng camera, chúng ta thấy các cái đối tượng hình học đó, chúng có khả năng đồng quy tại một điểm. Đồng quy tại một điểm. Đồng quy tại một điểm. Mà tính đồng quy đó được thể hiện qua bằng cách là tôi vẽ đè lên cái ảnh đó, thì chúng ta để kiểm tra sự đồng quy đó. Đây là các cái đường thẳng. Các đường thẳng được vẽ đặt lên là màu đỏ, màu xanh lá cây, màu đen, màu xanh dương, màu xanh da trời, vân vân. Ở đây thì các em thấy ở phía phải này mũi tên, tức là nếu chúng ta kéo dài được các cái đường này sang phía bên phải thì các đường thẳng này nó đồng quy tại một điểm F2, và nó nằm ở trên đường thẳng nằm ngang. Và đường thẳng nằm ngang đó người ta gọi đó là đường chân
trời, đây đường chân trời và đường tầm mắt. Đường tầm mắt ở đây tôi ghi rất rõ là họ các đường thẳng đồng quy, mà đồng quy này chúng ta gọi là điểm tụ tại F2 ngoài khung tranh. Vậy khung tranh là gì? Khung tranh là chính là cái khung bản vẽ kỹ thuật phối cảnh mà các em đang vẽ. Ở đây chúng ta bao hình bởi một hình chữ nhật, khung tranh của chúng ta là một hình chữ nhật, và chúng ta phải chứng minh là nếu như chúng ta vẽ tiếp tục chắc chắn nó sẽ đồng quy. Và cách chứng minh như sau: dựa theo các phép biến đổi hình học affine, ở đây tôi gọi đơn giản nó là phương pháp thu điểm tụ nằm ngoài khung tranh vào bên trong bản vẽ phối cảnh. Nó dựa trên nguyên lý là gập các mặt phẳng, và các vết gập đó là các cái đường này, đường song song gập theo. Đây là tôi giả sử, nhưng khi vẽ thì chứng minh thế nào? Cách chứng minh như sau nhé. Bước 1, chúng ta tạo ra một điểm F2', điểm F2', một điểm nào đó, và chúng ta coi như chúng ta đã biết cái điểm đồng quy này. Tất nhiên là chúng ta chưa tìm thấy, chúng ta giả sử cái điểm đồng quy này nó nằm ở đâu cũng được. Ở đây tôi chọn là nó nằm tại đây, miễn rằng nó nằm trong khung tranh của chúng ta. Bước 2, các em kẻ một đường thẳng bất kỳ, cắt 5 cái đường thẳng phối cảnh mà chúng ta vẽ ra tại 5 điểm. Đó là giao điểm số 1, giao điểm số 2, giao điểm số 3, giao điểm số 4 và giao điểm số 5. Đấy là bước 2. Bước 3 là thế nào? Các em nối từ F2' tới các điểm số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì chúng ta nghi ngờ, gợi cho chúng ta là cái điểm đồng quy này chúng ta đã thu về, nhưng chúng ta phải chứng minh nó. Thì bằng cách cái điểm này có thật hay không? Bằng cách bước tiếp tục là bước 4, chúng ta kẻ một đường thẳng thứ hai song song với đường thẳng thứ nhất ở bước 2 này. Nó cắt các cái tia này chúng ta vừa nối tại điểm 1, 2', 2', 3, 4, 5. Đấy. Rồi bước cuối cùng là bước 5. Các em chỉ cần qua tại các cái giao điểm phụ trợ mới 1', 2', chúng ta kẻ những đường thẳng song song với cái đường mà phối cảnh chúng ta vẽ. Cụ thể đây, cái đường màu đỏ song song với đường màu đỏ này, cái đường màu xanh nõn chuối này, tôi kẻ một chữ S đây, ký hiệu đây, hai đường này nó song song nhau. Cứ liên tục chúng ta tạo ra những đường đó, thì nếu những cái đường này chúng ta tạo ra sau cùng mà nó đồng quy tại một điểm, thì đây chính là điểm F2 của chúng ta đã thu nằm ở vô cùng về đây. Đây là một bài toán khá đơn giản, thú vị mà hình học affine đã giúp chúng ta, trợ giúp chúng ta để khẳng định cái việc vẽ phối cảnh của chúng ta là đúng. Tiếp theo, để kiểm tra theo các cái đường điểm tụ đó, thì tôi giới thiệu tiếp một cái thí dụ thứ hai khá ấn tượng để các em thấy rõ hơn. Đó là chúng ta thấy ở trên màn hình, đây cũng là một cái hội trường khá đẹp. Hội trường này là hội trường học tập, đây là một hội trường học tập mà các trường đại học thường gọi là các giảng đường lớn. Trường đại học nào ở trên thế giới cũng như ở chúng ta đều có những cái giảng đường rất đẹp. Trường Văn Lang đã có một cái giảng đường học tập và trình bày các luận án
cũng như là nghiên cứu khoa học của thầy và trò sinh viên. Đây là một tràng trường rất đẹp, quy mô và hành tráng. Chúng tôi đã có được cái tấm hình chụp ngày lễ bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên trong những thời gian gần đây, và chúng tôi dùng các cái kỹ thuật phối cảnh trong AutoCAD. Chúng tôi kiểm tra thì chúng ta thấy đây là phối cảnh nội thất hai điểm tụ, đó là điểm F2 và F1. F1 tụ bên trái, F2 tụ bên phải, và các điểm này hoàn toàn tụ được, tụ và nhìn thấy đối F2 nó nằm ở bên trong này, F1 bằng cái phương pháp như tôi vừa trình bày ở trên, các em cũng có thể tìm được điểm F1 nếu mà nó thu vào trong. Tiếp tục, tôi muốn giới thiệu với các em là một cái thí dụ cụ thể nữa, đó là một cái thí dụ một cái nhà học tập, một khu vực học tập nữa của cái trường bạn gần với trường chúng ta, đó là trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cách đây 8 năm trường cũng xây dựng thêm trong khuôn viên của trường, mở rộng thêm những khu vực học tập và nghiên cứu khoa học dành cho thầy và trò của trường. Trên hình đó là khu nhà lầu 8 của khu nhà B trường Đại học Bách khoa. Chúng tôi đã lấy những hình ảnh này để nhằm chứng minh các em là phối cảnh một nội thất một điểm tụ. Đây, các điểm tụ của nó đều đồng quy ở đây. Trong thực tế là các cái gờ mép này nó song song lẫn nhau và đều đồng quy nằm trên đường tầm mắt của chúng ta. Ở bên tay phải các em đấy, đó là dãy lớp học. Bên tay trái ở phía xa xa đó là sân trường, dưới này là sân trường. Ở đây tôi muốn giới thiệu với các em rõ hơn nữa, đó là chúng ta thấy cái bóng đổ, phối cảnh kiến trúc và bài học trong hình học hình 3 về phối cảnh kiến trúc, cũng em cũng phải được bóng đổ, học bóng đổ trong các chương trình và những bài cuối cùng. Tiếp tục ở đây tôi giới thiệu một công trình nữa khá quy mô và hành tráng. Đó là các em nhìn thấy đây là đại lộ Nguyễn Huệ, một đại lộ khá văn minh hiện đại nằm ở trung tâm thành phố chúng ta thuộc quận 1. Ở trên đại lộ này các em nhận thấy phía xa xa đó là Ủy ban nhân dân. Và chúng ta thấy đây là phối cảnh ngoại vi một điểm tụ. Như vậy, bài mở đầu này tôi muốn giới thiệu với các em tầm quan trọng của phối cảnh kiến trúc, là ngoài việc thể hiện nét đẹp của kiến trúc, sự bố trí cân đối trong xây dựng kiến trúc, người sinh viên còn thể hiện rõ các cái kỹ thuật phối cảnh kiến trúc của mình thông qua các đường thẳng và đường nét, để chúng ta thấy rõ hơn. Tôi mong rằng với một cái thời gian rất nhỏ, mấy chục phút, các em theo dõi để chúng ta hiểu rõ thêm cái tầm quan trọng về các cái sự đồng quy của các điểm, đồng quy của các họ, các cái đường thẳng song song trong không gian tại các điểm, nó được phân bố đều trên các đường nằm ngang hoặc thẳng góc. Cảm ơn các em đã chú ý, mong được giảng dạy cho các em trong các bài sau. Cảm ơn các em rất nhiều.